Em vui tính, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em bị hay quên á. Rồi. Em lười. Lười chứ không phải là ở dơ nha, lười với ở dơ nó khác nhau nha. Như hay vô tâm, vô tư hóa vô tâm. Ví dụ như em có bạn trai đi, nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á. Còn kiểu em không hay quan tâm chăm sóc, lớn như nhau hết rồi cần gì mình phải quan tâm chi. Thành ra hóa vô tâm luôn. Đô nhậu mạnh chút. Đô nhậu mạnh một chút. À, ở đây có cái nhậu mà. Dạ có. Mấy mấy lon? Đô như nè. Bất tử. Bất tử. Đô bất tử. Bên đây sao? Dạ em biết nhậu. Rồi. Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu? Ai nhiêu em nhiêu? Trời ơi trời. Đối mạnh quá. Không à. Cô game là anh ghế đỏ. Gu em là anh cái đỏ. Thẳng vậy. Thôi thẳng thắn vậy đi. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy, em phải nói gu em như vậy chứ. Còn Thư? À, dạ, em thấy hai anh nào cũng đúng gu em á. Bột giặt Jones 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Wow. Bây giờ kính mời quý vị hãy hướng về sân khấu và chào mừng hai bạn nữ bên họ nhà gái. Hôm nay chị Tường đổi phong thủy, ưu tiên cho bạn nam giới thiệu trước. Nam ở ghế màu xanh, mời em. À dạ, em tên là Hoàng Phúc, hiện tại thì em đang công tác tại trường cao đẳng FPT. À, công việc chính là làm gì? À, chủ yếu là em tổ chức sự kiện cho các bạn với lại mấy cái dịch vụ cho sinh viên đó chị. À, cương năm nay bao nhiêu tuổi Phúc? Dạ hiện tại em 23 tuổi chị. Bạn nữ ngồi ghế xanh hãy giới thiệu về mình đi nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như đang xem trên màn hình ạ. Em tên là Trần Thị Anh Thư, năm nay 21 tuổi, hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng ạ. Chăm sóc về mặt hàng gì? Dạ em bên lĩnh vực giáo dục, như là các anh chị sẽ học về chương trình MBA thì em sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình học tập ạ. Vậy gia đình em ở đâu? Dạ em quê ở Cà Mau. Rồi còn em trai ở ghế đỏ, em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chú Hứa Minh Đạt. Em chào hai bạn nữ và em chào bạn nam. Em chào quý vị khán giả ạ. Em tên là Trường An, em sinh năm 98. Em đang làm trợ lý cho giám đốc em. Rồi, Trường An, trợ lý giám đốc. Bạn nam ngồi ghế bà đỏ giới thiệu về mình rồi. Thì bây giờ còn có mình em thôi đó. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường và hai bạn nam bên kia. Em tên là Thanh Phương, em sinh năm 2000 này. Rồi, trẻ măng tuổi. Hồi nay toàn là những người trẻ không đang tìm. Hai chàng trai 98 với hai cô gái 2000. Dạ hiện tại thì em làm nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu Phương? Dạ quê em ở Bình Dương. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Phương? Điểm mạnh của em là mọi người thường nhận xét em là năng động và khuấy động nhóm bạn chơi. Còn về điểm yếu của em thì kiểu như em hay suy nghĩ về lời nói của người khác. Ví dụ như người ta nói chơi không liên quan tới em nhưng mà em nghĩ đó là em, thì cái đó là không tốt. Ví dụ như đang chơi trong một nhóm, cái xong rồi có một bạn nào đó nói là da ngâm là nhìn là kiểu như thấy không ưng, không đẹp rồi. Cái em tự đặt bản thân mình vô, vậy là chắc là mình không đẹp. Sống sao cho vừa lòng người em ơi. Kệ người ta nói sao, nói mình tự tin lên em ơi. Còn cái gì nữa không? Em quá mê ngủ. Tất cả thời gian rảnh của em sẽ đi ngủ. Ví dụ như tới giờ ăn mẹ kêu là thôi dậy ăn đi, thì em nói thôi để cho con ngủ thẳng giấc đi rồi con ăn mới ngon được. Khi mà những thời gian rảnh của em thì em sẽ nghĩ tới việc ngủ đầu tiên. Rồi bây giờ tới giờ hẹn trai với ngủ rồi chọn cái nào? Dạ chắc là đi hẹn bạn trai chị ơi. Đi hẹn bạn trai chị ơi. Chị cho em đi ngủ thôi, chị cho em ngủ luôn à. Đó giờ là kỷ lục em ngủ. Bao nhiêu lâu là kỷ lục? Ngủ từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng. Cũng bình thường. Cũng bình thường. Nhưng mà cái lúc đó em dậy đúng không? Em đi ăn xong mà em không có việc gì làm nữa thì em sẽ đi ngủ tiếp. Ngủ tiếp tới 9 giờ tối. Tới chiều thôi anh. Tới chiều thôi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-1 mới. Rồi giờ quay lại với Trường An nha. Trường An thì sao, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là thích khám phá. Điểm mạnh của em cũng là bơi lội luôn. Em có thể một hơi lặn hết chiều dài của hồ. Hơi dài á? Hồ mấy mét? 15 mét. Điểm mạnh tiếp theo của em là đánh máy tốc ký. Bao nhiêu ký tự? Cao nhất của em hiện tại là 82 ký tự một phút. Có ai đánh máy hơn 80 không? Em không. Em thì đánh kiểu như nó nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Còn gì nữa không? Dạ tài năng cuối cùng của em là chơi guitar. Đờn không hay là vừa đàn vừa hát? Sở trường của em là đờn không ra tiếng. Đờn không ra tiếng. Nhưng mà em thích hát. Gì đờn không ra tiếng là gì? Cái gì? Là
là em đàn theo mà đàn ra một bài hát luôn à. Là không không phải là vừa đàn vừa hát. Rồi còn gì nữa? Vậy điểm mạnh của em còn nhiều thứ lắm. Thì em có thể xây Rubik trong vòng 5 đến 6 phút á, có thể hoàn thành hết 6 màu của cục Rubik. Trời hay quá ta, nãy giờ nhiều tài quá ha. Nói chung là làm gì cũng nhanh hết. Dạ. Nhưng để có những cái Rubik cần phải chậm không được nhanh đâu nha. Bây giờ đàn cái chị Tường nghe thử được không? Cho mọi người nghe luôn được không? Dạ. Rồi xin mời. Để diễn luôn nè. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Vì sao bao sao nay gió lạnh hơi đêm mùa nắng, là ngày ta xuân phải có hơn. Còn tình hò gầy bắn chắp, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng cho em thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là anh thì ai? Để anh đưa em về, làm tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, là người yêu anh nhé. Cái câu cuối cùng mà không giấy mà lại tuột vậy, tự nhiên bỏ cuộc giữa chừng vậy. Dạ, em run quá. Làm dạ. Sao phải cố lên hơi thở cuối cùng nhá. Dạ, sắp sẽ cố hơn. À, nãy giờ nghe toàn là ưu điểm dữ dội không à, điểm mạnh không à. Rồi, thế bản thân mình có thấy mình có cái điểm yếu gì không cưng? Dạ, ngoài những ưu điểm đó thì em còn có khuyết điểm nữa. Em rất là ham vui, có khi công việc tới nhưng mà bạn bè rủ đi ăn uống thì để vui vẻ thì em cũng bỏ công việc em đi chung. Bỏ công việc đi luôn. Dạ. Làm sao mà mai mốt em rủ được cái bạn hay ngủ đó mà em rủ cho bạn nó đừng ngủ nữa, đi là em ngon luôn á. Dạ. Ha. Dạ. Còn gì nữa? Dạ thì em thì ngủ ngáy. Có một lần em ngủ á, cái xong em ngáy lớn quá em mới thọn vậy luôn. Trời ơi. Vậy là không phải xung quanh kêu mà tự mình dậy luôn. Trời ơi. Đó là em tỉnh dậy em hỏi ủa sao tiếng về vậy ta, mình không biết tiếng gì mà làm mình thức luôn. Cái hồi nữa mình đang suy nghĩ là hình như là mình ngáy, mình lớn quá thức mình thức. Trời ơi. Phải không, chắc vậy không? Có chắc là mình ngáy không? Thì xung quanh em yên tĩnh hết, chắc mình em tạo ra tiếng động thôi. Ủa em gái ở ghế đỏ rồi em ngủ nhiều quá rồi em có ngáy không? Dạ không chị. Rồi thí dụ cái người ngủ với chung với em mà ngáy thì em có ngủ được không? Khi mà em ngủ say ngáy không sao, mà em chưa ngủ thì đừng ngáy giùm em đem ngủ. Rồi giả tỷ vậy em chưa ngủ mà bên này nó ngủ trước rồi nó ngáy rồi làm sao em xử lý như thế nào? Thì gọi em để vô mặt. Rồi bây giờ quay qua chàng trai áo xanh của tôi nào, điểm mạnh điểm yếu của Phúc là gì? Dạ điểm mạnh của em là điểm yếu. Hả? Không có. Chuyện với chị nữa, chuyện với chị Tường nữa. Điểm mạnh của em là em vui tính, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em bị hay quên á. Rồi, nghe nào, nghe bạn gái ở ghế xanh coi như thế nào. Dạ. Em muốn show điểm yếu của mình ra trước hay show điểm mạnh? Dạ, điểm yếu trước à. Em lười. Lười chứ không phải là ở dơ nha, lười với ở dơ nó khác nhau nha. Tự nhiên sao em bị nhọc nhằn với chữ lười và chữ ở dơ vậy, kỳ vậy? Dạ, vậy là có người nói em ở dơ rồi phải không? Dạ không, một số người định nghĩa là lười nghĩa là không đi tắm hay là này kia thì ở dơ. Và em có lười tắm không? Dạ không, em rất là siêng tắm. À. Có một số việc em phải đợi người thân bạn bè nhắc nhiều lần em mới đi làm. Đồ này kia dọn dẹp á là em lười dẹp lắm, em bày ra thôi chứ em không dẹp. Còn yếu điểm gì nữa nè? Dạ em hay vô tâm, vô tư hóa vô tâm. Ví dụ như em có bạn trai đi, nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á. Hèn chi giờ em ngồi đây đó, em nhớ là em đâu có ngồi đây đâu. Dạ chắc vậy. Vô tâm còn kiểu em không hay quan tâm chăm sóc, lớn như nhau hết rồi còn gì mình phải quan tâm chi. Thành ra hóa vô tâm luôn. Vậy giờ em muốn lên chương trình là em muốn làm gì? Muốn kiếm bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không? Dạ muốn nhưng mà đừng có quan tâm nhiều quá. Ủa gì kỳ vậy? Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Vậy chứ giờ là em muốn cái gì? Dạ muốn có bạn trai. Muốn có bạn trai. Muốn có bạn trai mà bạn trai không quan tâm chứ để làm gì? Quan tâm vừa phải thôi, kiểu như đừng có quan tâm đến mức kiểm soát quá rồi. Dạ có bạn trai cho có vậy ta, để hỏi mày ơi mày có bạn trai chưa? Tao có bạn trai nha, tao không có ế nha. Ưu điểm em là gì? Dạ em nấu ăn rất là ngon, nhiệt tình, vui vẻ. Dạ rồi. Nấu những món gì, ví dụ như ngon là món gì ngon? Em tâm đắc nhất là món sườn xào chua ngọt. Chà, nghe thấy thèm ha. Ghê ta. Nguyên liệu có gì chổng? Dạ có sườn. Đó, chua ngọt. Dạ, cà chua với đường. Có thêm gì đâu chổng nữa không? Dạ thêm hành. Có gì nữa không? Tấm lòng của em. Tấm lòng của em. Thấy nó ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Bây giờ nói cái gì chuyện tình yêu của em đi nè. Em chưa có mối tình nào hết. Em kiểu chỉ có nhắn tin qua lại rồi tìm hiểu một thời gian xong cái rồi bẵng mất tiêu luôn, chưa trở thành tình yêu. Thấy chưa? Dạ, tại em rồi. Đó em không có nhiệt tình trong tình yêu, em muốn có nồng nhiệt, em cà lơ phất phơ vậy rồi ai yêu nổi. Tại vì em mà không có cải thiện cái chuyện đó thì nó cũng vậy hà, 2-3 bữa rồi nó dạ, cũng mất tiêu. Dạ em lên đây là để em cải thiện á. Mẫu một người yêu em như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7, người hơi ốm ốm nhưng nhất định phải có muối. Hả? Nhưng nhất định phải có muối. Hả?
Chà, khoan từ từ, tới đoạn này ngừng lại chút nha. Em cao mét mấy? Càng giờ càng 68. Bên đây cao mét mấy? Dạ 1m7. Có mũi không, tự khai? Dạ có, một chắc mũi. Không? Dịch quá. Dịch quá hả? Dịch quá, ở nhà không? À là trước dịch là có mũi. Lấy muối cho dịch hết. Bên này có muối không? Dạ có mỡ. Dạ có mỡ. Được. Tôi tính kiểm tra mà đứa là một muối, đứa là có mỡ, thôi bỏ. Người 1m7, người 1m68. Tướng tá mặt mày đẹp trai ngon lành nha cưng nha. Tiếp đi, còn tiêu chuẩn gì nữa không? Dạ không được gia trưởng, không hút thuốc, đô nhậu mạnh chút. Đô nhậu mạnh một chút à? Ở đây có cái nhậu mà. Dạ có. Mấy lon? Đô như nè. Bất tử. Bất tử. Đô bất tử. Bên đây sao? Dạ em biết nhậu. Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu? Ai nhiêu em nhiêu? Trời ơi trời, đội mạnh quá à. Ủa em hay nhậu lắm hả? Ai dạ không à. Quê em ở Cà Mau thì về nhà gặp bà con dòng họ tía má thì phải biết nhậu nữa. Tiêu chuẩn xác định làm rể nhà em là phải biết nhậu. Dạ đúng rồi. Tôi xoay qua Phúc luôn, tình trường Phúc sao? Dạ em được hai mối tình. Mối đầu tiên thì thời cấp 3 của em. Mối tình thứ hai thì cũng cách đây gần 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ quen được gần 1 năm. Cái lý do em chia tay là do bạn đó đi định cư. Giờ dạ. Muốn tìm một cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em không quan trọng nhiều ngoại hình, tại vì ngoại hình có thể thay đổi được. Dạ em chỉ quan trọng là biết quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau thôi. Rồi đồng ý, để đi từ từ lát coi mới biết được. Quay qua chàng trai cái đỏ nè, Trường An đúng không? Dạ. Mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em cũng thời cấp 3. Khi em lên đại học á là tụi em chia tay. Mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai là thời sinh viên. Em quen được là 3 năm. 3 năm cũng dài quá, sao chia tay? Dạ tại vì cũng mùa dịch này. Hai người có gây gỗ xong rồi nói chung là không liên lạc nữa, tình cảm nó nhạt quá. Nói chung là con Covid nó chia lìa lứa đôi đúng không? Dạ. Trời, em muốn tìm một người như thế nào nè? Mỗi người bạn gái của em hiện tại là em muốn cô ấy là hay cười, sôi động, năng nổ. Ngoại hình thì em thích bạn nữ ốm ốm. Ốm ốm, bên đó ăn nhiều ngủ nhiều. Ở nhưng mà vẫn ốm, vẫn ốm. Ốm hay rồi, được. Có tiêu chí gì nữa không? Bạn đó hát hay, em đàn nhưng mà em hát không hay nên em mong bạn đó bù lại. Coi bên đó có ai hát không? Hơi khó ha. Ở đây có ai hát hay không à? Em được mệnh danh là hát dở có tiếng. Kiểu như em hát dở nhưng mà em rất mắc hát anh. Mắc hát hả? Bây giờ em thử hát cho bạn ấy nghe coi. Nhiều khi hay. Hay. Mà thường thường em theo được tới đâu, theo tới đó. Lẹ là tông cua anh, tông ngang. Tông cua anh, tông ngang. Tông cua, tông ngang, em hát bài hiểu không? Em của ngày hôm qua. Là tông đơ luôn á. Nè, bài em của ngày hôm qua. Tông cua, tông ngang. Biết bài đó không? Giờ là em vô trước để đàn vô sau. Đàn vô trước, em vô sau. Em vô trước cho tại em không theo nhạc được. Rồi, vô nhạc theo em nha. Em quên đọc âm rồi. Vô thế đi, người ta cứ đàn đại đi. Anh chuẩn bị chưa? Anh bên kia chuẩn bị chưa? Đừng nhìn anh đưa ra mặt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em. Em đau lên là em muốn quên lưng quên hết đi. À học về sao tình yêu trong em giờ toàn dạ rồi. Anh không muốn vừa mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng là em của ngày hôm qua. Xin là em của ngày hôm qua. Đừng vội vàng anh một mình nơi đây. Dừng lại xóa nhẹ đi ký ức. Cái gì vậy trời? Rồi bốn. Rồi hát vậy làm sao người ta đợi? Bây giờ hãy tâm sự đi, em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi và vì sao cô đơn vậy? Dạ, ba mối tình. Em yêu từ năm lớp 7. Hai mối tình đầu tiên nó cũng gần nhau, là lớp 7 đến khoảng lớp 9. Là hai mối tình hay một mối tình? Dạ hai, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó là em quen hai mối tình. Từ lớp 7 tới lớp 9 có hai mối tình. Dạ. Là em quen một lúc hai người là không. Chứ sao? Em quen một người đầu xong rồi chia tay vì lý do có người thứ ba. Rồi. Quan điểm của em là do bạn nam hết nên là mới có câu chuyện như vậy. Nên là em không quan tâm bạn nữ kia là ai. Nhưng mà em vui. Em vẫn sẽ biết mặt bạn đó chứ. Dạ, xong rồi mối tình thứ hai quen xong rồi chia tay cũng vì người thứ ba. Rồi, thứ ba luôn. Nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó. Trời. Hả? Rồi. Em là ta nói không bao giờ uống hai lần nước cho một dòng sông, còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn đúng không? Cái xong rồi mới tức quá. Cái xong rồi lần này em quyết định em nhắn tin hỏi là ủa sao mà bạn cùng bạn cứ me bạn trai tôi đúng bạn rồi, đúng cua rồi. Hoài à. Đúng không? Rồi sao? Ý là có ghét gì em không? Cái xong bạn nói là không hề biết em luôn. Đó là sự vô tình thôi phải không? Sự vô tình ngẫu nhiên mà trùng hợp. Dạ. Nhưng mà cũng là do bạn trai của em luôn. Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải do bạn đó. Dạ em chỉ hỏi tôi biết tới đó thôi. Xong rồi hai đứa em làm bạn với nhau. Đúng rồi. Nè, dạ. Mối tình thứ ba mới hấp dẫn. Mối tình thứ ba là quen được nay giờ 4 năm. Rồi có dính dáng với người bạn nữa không? Dạ không dính dáng nhưng mà lý do chia tay cũng là người thứ ba đó anh. Cũng là người thứ ba đó anh. Trời đó, tôi muốn xỉu luôn vậy đó. Ủa sao em quen sao mà em quản lý bồ thế nào mà sao nào cũng có người thứ ba chứ vậy cưng? Em cảm giác như là
khiêm quan nha, em là em rất quan tâm người bạn nam của em. Thôi chị hiểu rồi, em rất quan tâm nhưng mà khi em ngủ là bồ em đi kiếm người thứ ba. Em nghĩ chắc là do hồi lúc cái gu của em á là em thích một bạn nam kiểu như năng động nói nhiều á. Nhưng mà kiểu người, nếu mà người như vậy thì sẽ không dứt khoát với lại mọi mối quan hệ khác. Nên mới có trường hợp đó xảy ra. Bây giờ thay đổi gu em là điềm tĩnh để em nói thôi được rồi. À bây giờ đổi gu luôn, sau ba lần bị gọi là cắm sừng là đổi gu ha. Cái lúc mà em phát hiện ra là bạn trai mình có người thứ ba, nó có người khác đó, là cái cảm xúc lúc đó của em như thế nào? Lần một thì buồn, lần hai thì sốc. Còn lần thứ ba thì mệt rồi chị, mặc kệ. Hy vọng là không đau gì quá đau. Lần này thì sẽ ổn hơn nhiều. Thì bây giờ mẫu người đàn ông của em là như thế nào? Em rất thích một anh cao 1m7 đến 1m75, phải thật sự trung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Uống rượu, uống bia được nhưng mà đừng có hút thuốc. Bây giờ mình đã có những thông tin của bốn người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay rồi. Bây giờ hôm nay là hai gia đình hai bên, bên nhà trai, bên nhà gái đều rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ giao lưu nha. Đây, ngồi đối diện với đây. Hello em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Hôm nay em đi với lại bạn An, em là đồng nghiệp của bạn An. Thì hai bạn nữ ở đây rất là xinh. Nhưng mà cái từ lúc mà bước ra thì em để cái bạn ngồi ghế xanh. Về ngoại hình thì nó rất phù hợp với lại cái gu của bạn An. Vậy luôn hả? Mảnh mai. Cảm ơn em trai nha. Rồi cảm ơn em. Chào bên đây, xin chào ba em. Em là về của bạn Phương. Em là bạn cái... đồng nghiệp với bạn Phương. Thì em thấy bạn Phương hợp với anh An hơn, là vì bạn Phương năng động. Và bạn Phương bây giờ thì cũng thích một người điềm đạm một xíu. Em nghĩ anh An cũng phù hợp hơn. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Rồi. Đây. Mời em. Dạ, trước tiên em xin chào hai MC và bạn nữ và hai bạn nam bên đây ạ. Dạ, em là Thúy, là bạn tham gia chương trình cùng với Thư. Dạ, thì hai bạn nam thì em thấy bạn Trường An thì trưởng thành hơn, nhưng mà bạn Thư cũng rất thích, là người rất vui tính. Cho nên là em thấy bạn Phúc cũng là hợp với bạn Thư. Nhưng mà nếu em chọn thì em sẽ chọn ai? Chọn ai? Dạ, em nghĩ là bạn Phúc ạ. Nãy giờ bạn Phúc có một phiếu rồi. Không có, bạn Phúc là được phiếu của chị Tường. Em cũng thấy bạn Phúc hay hay quá. Dễ thương. Bây giờ thì để cho quyền quyết định của các bạn này. Mở cửa trái tim. Nãy giờ nghe tiếng thôi, bây giờ thấy hình rồi. Bây giờ sẽ cho ưu tiên cho An đi. An nãy giờ được nhiều người nhận xét. Bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em tim đập nhanh quá, không biết nói gì luôn. Sao? Gì vậy? Cần đâu biết áp gì không? Thì em thấy bạn nữ, một bạn nữ ngồi ghế xanh, tim đập nhanh hơn. Thấy bạn nữ ngồi ghế xanh, tim đập nhanh hơn. Hồi lúc mà đi tới đây tham gia chương trình có khám tim hay có gì chưa? Sao đi tim đập nhanh hay gì á? Ôi thiệt chị ơi, con đập bụp bụp luôn á. Thế hả? Bằng nửa áo xanh nãy. Áo xanh nào? Thấy áo xanh nào đây? Ghế xanh đúng không? Dạ, bằng nửa ghế xanh thì rồi, mắt em, luôn rồi. Em thích một người nấu ăn ngon. Dạ. Ta nói. Rồi còn gì nữa? Hết chưa? Cơ hội có nhiều lần để nói đâu nha. Mạnh mẽ lên. Dạ. Cảm nhận như bạn ngồi ghế đỏ thì thấy như thế nào? Bạn ghế đỏ thì em thấy nhìn bạn rất là năng động. Em cũng muốn bạn ghế đỏ nữa. Nói hồi nữa em say qua em thích Đạt luôn, chết luôn á. Rồi là nào, mình bây giờ hai em gái đi. Em gái ghế đỏ nè. Rồi gu của em là anh ghế đỏ. Gu em là anh ghế đỏ. Thẳng thắn vậy. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy, em phải nói gu em như vậy chứ. Còn Thư? Dạ em thấy hai anh nào cũng đúng gu em á. Trời ơi, quá trời. Cái gì vậy? Phúc nói một câu cả Phúc. Em rung quá. Nãy em nói em hay. Xin hết tặng quà. Đó. Hay quá. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Em tặng hai món quà này mong rằng hai bạn nữ sẽ đẹp hơn khi có em. Đẹp hơn khi có em là sao? Thì hai bạn có thể mở quà để xem em nói là như thế nào. Đẹp hơn khi có quà của em chứ riêng có em là hai người đều hốt em luôn sao? Có đồ của em. Dạ. Đó là gì? cái này em hay xài đúng không em nữa nè. Ở bên đây cái gì cũng y chang luôn hả? Dạ. Em mua hai cái giống nhau để tặng cho hai bạn nữ chứ em không có đặt cho ai cao thấp. Có nghĩa là cái này là quà, gọi là quà lịch sự, quà gặp mặt. Quen. Còn cái đoạn cuối là chưa biết, phải không? Cái này là mới là chào sân thôi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em nói cảm nhận em đi. Theo cảm nhận của em thì hai bạn đều xinh. Nãy ngồi đây không rung mà qua bên kia xong về ta nhắc không lên luôn. Nhưng mà vẫn ổn đúng không? Dạ. Nhưng mà có thích đúng không? Có rung động phải không? Dạ có. Bạn nữ hay bạn nữ có? Em nãy giờ cảm nghĩ hai bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi hai cái quà này cũng giống nhau luôn hả cơ? Dạ thật ra em lúc mua cái này em không có nghĩ gì hết trơn á. Em lại vô tâm nữa rồi. Em có ghi chú ở trong cái có ghi chú đó. Mà ghi giống nhau hay ghi khác nhau? Dạ giống nhau.
Trời đất. Còn còn người nào em chọn thì em về nhà em nói khác chứ. Rồi đọc thử một người coi có ghi cái gì. Hãy hạnh phúc trong giây phút này. Vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần. Không hơn. Có để Facebook rồi Instagram số điện thoại. Trời ơi, người ta kết đôi người ta mới được cho thông tin, còn bả tự viết thông tin bả gửi luôn rồi. Chọn mới khó. Rồi chọn xong rồi rồi chọn anh kia rồi anh kia về anh kia cũng... tự hiểu chứ. Đó, nhưng bây giờ người ta cũng cố tình người ta liên hệ. Thì lát nữa phải tìm đủ mọi cách lấy lại cuốn này nha. Trời ơi, giờ nó học thuộc lòng số điện thoại nè. Cô có ý đồ gì trong hai cuốn sách này? Dạ em không có ý đồ vậy chứ. Thật sự ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là mua sách tặng để có quà lưu niệm thôi. Rồi. Rồi sau đó vô nhà sách thì em mới thấy hai cuốn này hay thì em mua thôi. Em thấy tặng không thì kỳ quá, em lựa đại một câu trên Instagram em ghi đại vô thôi. Trời ơi. Rồi bây giờ tới phiên em á. Dạ. Là làm gì bữa nay toàn giống nhau không vậy? Đây là những món quà làm quen thôi hả? À, làm quen thôi ha. Thường những cái kỷ niệm hoặc là những dịp quan trọng của em thì nó thường gắn bó với lại gấu bông. Nên là em muốn lần này em dành tặng gấu bông đến hàng. Trời ơi, em còn nhắc lại mấy cái kỷ niệm liên quan tới gia đình thôi. À, dạ. Nói cho gõ. Vậy còn em, giờ có muốn tặng quà chưa hay là sao? Em sẽ tặng quà cho bạn nữ mà em cảm thấy phù hợp. Coi như một món quà thôi phải không? Bây giờ chúng ta sẵn chớn này chúng ta sẽ trò chuyện luôn đi. Hôm nay nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất là ở cái chỗ khi mà bạn gái ở ghế đỏ đó, ba lần đều có cái người thứ ba xen vào. Rồi á là Thư cũng vậy nữa. Thư thì chưa mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết, nhưng mà thả thính ra tôi nói vô tâm, nhưng thật tự nhiên cho số điện thoại luôn hai chàng trai một lúc. Thì bây giờ các em hãy nói với nhau thử coi, nghe quan điểm của em về cái chuyện là có cái người thứ ba, về chuyện trà xanh đó. Đây, người sành điệu nhất. Em đang là bên phái nữ nên là thường những chuyện mà xảy ra đối với em rồi thì em nghĩ là 100% là do lỗi bạn nam, nên là bạn nữ còn lại mới có cơ hội để xen vô. Nếu như bây giờ em còn rơi vô tình huống đó nữa thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà rơi vô tình huống đó nữa chắc em nghỉ yêu luôn chị. Rồi còn Thư thì sao? Dạ, nếu như bạn trai em mà có người thứ ba thì tốt nhất là đừng nên cho em biết. Nói với em là muốn chia tay với em đi rồi đi với người kia, nhưng mà đừng có nói cho em biết là trong cái mối quan hệ của chúng ta đang có một người thứ ba. Nhưng mà nếu nó không nói nhưng mà em vẫn biết thì em xử lý như thế nào? Em im lặng, em chờ người ta nói. Rồi người ta không nói thì người sao? Người ta cứ vậy hoài luôn. Biết đâu người ta trà xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng mà tha thứ luôn. Để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào? Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Đó là lý thuyết của một cô gái chưa yêu. Đó. Tốt như thế nào? Em thấy trà xanh thì nó cũng bình thường ạ. Với lại trong cái chuyện tay ba đó thì không ai sai cả. Do bản thân mình tự nhận xét mình thôi. Nếu như mình không uống trà xanh thì nó sẽ không có trà xanh. Nếu như mà mình không làm gì sai thì trà xanh có xuất hiện hay không nó cũng không cắt được mình ra được. Quan niệm tình yêu của em á thì là thương thì chừng nào mình có vấn đề gì hết thương thì mình mới dừng lại hoặc là quen một người khác. Chứ trong lúc mà quen nhau á, em phát hiện ví dụ bạn gái em có quen một người nào khác thì nếu như em biết thì em cũng không nói. Em để cho bạn nữ tự chủ động nói với em. Sao giống mình đó quá vậy? Thực tế là bây giờ em gặp một cái người khác mà em cảm thấy thích và rung động thật sự, mà cô bé đó rất là đáng yêu hơn cái người mà em đang yêu, rồi em xử lý gì sao? Người đó chủ động tấn công em luôn. Em chủ động từ chối lại. Trời ơi, trời ơi. Lý thuyết của những người trẻ, chàng trai hôm nay được rất là nhiều điểm. Em quan điểm như thế nào về chuyện trà xanh? Về người phụ nữ á, nếu mà có người khác xen vào thì em sẽ chủ động để cô ấy quyết định. Tại vì nếu tình cảm của mình nếu mà hơn á thì chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ người đó thôi. Còn nếu mà cô ấy mà thương người kia hơn á thì em chấp nhận em đi ra đi. Nếu mà trà xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất em sẽ chọn người đó. Rồi, ai cũng đều có quan điểm riêng của đúng mình rồi. Nếu như em có trà xanh thì em tính sao Đạt? Dạ em là đi ra đường ngủ bụi đời là cũng như là chết em luôn á chị. Đó là những cái câu hỏi mình hỏi nhau để mà hiểu nhau nhiều hơn, quan điểm của nhau thôi. Giờ các bạn có còn muốn hỏi gì nhau không? Em sẽ hỏi bạn ghế xanh. Anh muốn hỏi em là em có thích đi du lịch không? Dạ em thích ạ. Thường nếu mà mình đi du lịch á, mình sẽ đến những nơi cây cối hay là những nơi có biển? Em thích một nơi vừa có núi và vừa có biển. Em thích nơi nào hơn đi? Em thích nơi nào hơn ạ? Thì vô kể một địa danh luôn hay là sao ạ? Dạ em thích Phú Yên ạ. Phú Yên. Anh không biết Phú Yên. Không biết Phú Yên. Đó tôi biết ngay rồi đó. Còn em? Em thích đi đâu? Dạ em thích đi Đà Lạt. Thôi thế vô vấn đề đi cho hết thời gian rồi ông ngồm cứ chà hoài. Tại cùng sở thích em mới chọn được. À anh muốn hỏi em là em thích môn thể thao nào nhất? Dạ em thích bóng rổ ạ.
Rồi, em có lựa chọn rồi. Dạ, em thích bóng rổ ạ. Rồi, em có lựa chọn rồi. Em muốn hỏi gì Phúc? Em hỏi bạn áo đen ạ, bạn Phương. Dạ. À, thì anh em. Em thích nhất là món gì ha? Dạ, món em thích nhất là bánh xèo. Anh cũng thích. Ừ. Anh còn. Dạ. Anh bánh xèo. Nó cũng giống nhau. Chung chỗ bán hả? Chung chỗ bán. Đúng rồi. Tại vì em làm bánh xèo là ngon nhất. Hai anh có thích câu cá không ạ? Khi nào mà rảnh thì có thể bạn rủ thì câu thôi. Chứ thích thì cũng không thích lắm. Anh cũng thích câu cá. Em thích không? Dạ em thích câu cá. Rồi bây giờ một phút cuối cùng, có ai muốn làm gì nữa không? Em sẽ tặng quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Cô tặng thôi, có nói gì hả? Mình cảm giác tim đập nhiều hơn ở trên ghế của bạn. Đây em dịch cho, mình cảm giác tim đập mạnh hơn khi đứng gần bạn. Mình nắm tay vô cái quà đó, coi như mình truyền cái miếng, trời ơi bộ sợi đụng tay nhau điện giật hay gì. Nhưng mà khi về mới xem nha. À dạ. Dạ. Khi mà em nói môn thể thao anh thích ra, thì cái môn thể thao đó là anh thích từ lúc mà còn nhỏ tới bây giờ luôn. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Thì bây giờ không biết cái này là cái gì. Anh dặn em là sao? Cái này về nhà không mở ra. Mà cái gì hồi nhỏ? Dạ. Thích từ hồi nhỏ. Cái môn thể thao vừa rồi em chia sẻ là môn bóng rổ thì anh nói là anh thích cái môn đó từ nhỏ đến giờ. Ủa có luôn hả? Nhưng mà trong cái món quà đó vẫn chưa tiết lộ là cái gì chứ ông? Dạ đúng rồi. Sao ít kỹ vậy cho mọi người coi. Vui ra không có về nhà gì hết trơn á. Nó đi ông mai bà mối ra đây. Vui ra. Giờ vui được không? Nó nít lắm. Vui ra đi em. Bạn nó thôi, rồi cho phép thôi. À. Con cá bông Kitty Hello. Rồi có cái gì trong nữa vậy? Dạ, bó hoa nhỏ nhỏ à. Rồi vậy mà giấu giếm giếm tôi tưởng đâu, hiểu không? Mà lý do gì Kitty vậy? Tại vì Kitty là lúc nhỏ em mới đọc một câu chuyện á, là con mèo này hồi đó có cái miệng, thì sau này á chủ nhân nó bị một căn bệnh hiểm nghèo, nó hy sinh cái miệng đẹp của nó để cho chủ nhân của nó được bình phục và khỏe mạnh hơn. Ừ. Cho nên nó bây giờ nó không ai làm Kitty có miệng cả. À, là một cái sự tích, cái sự hy sinh của con mèo Kitty. Vậy là các bạn đã có nhiều thời gian rồi. Bây giờ hãy đến tới cái giờ phút quan trọng nhất. Nhìn lại bên hông cái ghế của mình có hai cái nút. Thấy rõ chưa? Yeah. Suy nghĩ thật kỹ và chị Tường nhắc lại. Lúc này là cái lúc mình phải làm theo tiếng nói của trái tim mình. Hãy lắng nghe đúng những cái gì trong trái tim mình mách bảo. Xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nghe theo lời hướng dẫn của anh Đạt. Thì bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất thôi. Sau 5 tiếng đếm của tôi, các bạn hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2 1 Phải thật sự chung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Người ta chào xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn. Để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào. Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Nếu mà chào xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất. Em sẽ chọn người đó. Hãy hạnh phúc trong giây phút này. Vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn. Bấm. Nghe 3 tiếng tập hết thời gian. Vậy là mình đã có một cặp thành đôi. Đó là cặp màu xanh. Chúc mừng các bạn. Bên Hương thì Tường sẽ phỏng vấn hai cái bạn mà không có thành đôi trước, nhưng hôm nay phỏng vấn bạn này trước. Tại sao bấm chậm vậy Phúc? Dạ tại em còn đang hồi hộp quá. Em nhắm mắt là mà em quên cái nào màu xanh, cái nào màu đỏ. Mà giờ cuối cùng là em bấm đúng không? Dạ em bấm đúng rồi ạ. Chắc không? Dạ chắc ạ. Rồi chúc mừng em nha. Rồi quay lại với em. Dạ. Sao không chọn ai hết? Gu ban đầu của em là anh ghế đỏ. Nhưng mà sau cái lần mà chia sẻ về câu chuyện trà xanh á, thì em nghĩ là chưa dứt khoát á. Kể từ khi đó thì em có suy nghĩ lại. Dạ dạ. Trường An. An, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Thì lúc đầu là em đã nói là mình có cảm nhận với bạn với giới xanh nhiều hơn.
thì em cũng chọn đó. Nhưng mà đôi khi cái duyên thì đến với lại một người tốt hơn mình, thì mình cũng chấp nhận thôi. Dì Tường chúc cho hai em một ngày gần đây nhất tụi em sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình trong một cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn hai em nhé đã đến với chương trình.